Đây là cách thức giảm cân dễ nhất mà tôi từng thấy. Bạn nghĩ rằng cô ấy đang rắc hơi? Không, phía sau cô ấy là một con quái vật. Đó là quái vật hút mỡ sống bằng chất béo. Chỉ cần hút mỡ chứ không cần mạng sống. Ngủ một giấc liền giúp bạn giảm được 5kg. Đối với những người béo phì mà nói, cô ta giống như một vị thiên sứ. Ngày hôm đó, hai anh em FBI lại gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Một người bị bệnh béo phì đã chết một cách không bình thường. Cân nặng lúc còn sống là 100kg, sau khi chết chỉ còn 40kg. Hai người từ đâu đó biết được một thông tin. Anh béo này chỉ có một kẻ thù, chính là hắn, đối thủ trong cuộc thi ăn của anh béo. Nhưng sau khi thăm dò nghi phạm, cũng không thu được kết quả gì. Chính vào lúc này, vụ án mạng thứ hai cũng đã xảy ra. Chính ngay phòng tập thể hình bên cạnh, người anh ngồi xuống xem xét, chỉ cho người em phát hiện của mình. Trên bụng của người chết có một vết đỏ, trông giống như dấu vết hút. Trùng hợp hơn là trên người của nạn nhân thứ nhất cũng có vết đỏ này. Đó vẫn chưa kết thúc. Khi người anh đang nói chuyện với huấn luyện viên thể dục của nạn nhân, thì từ trên người cô ấy nhìn thấy vết đỏ giống với hai nạn nhân. Nhưng tại sao huấn luyện viên thể dục vẫn sống chứ? Người anh thông qua một vài điều tra, phát hiện huấn luyện viên thể dục gần đây có đến một trung tâm giảm cân. Trung tâm giảm cân này còn tuyên bố không ăn kiêng, không phẫu thuật, cũng không cần vận động mạnh. Chỉ trong một tuần, liền có thể khiến bạn đạt được bất kỳ mục tiêu giảm cân nào. Nói đến đây có phải rất kỳ lạ? Hai anh em ngay lập tức lái xe đến trung tâm giảm cân kỳ lạ này. Thì ra đây là bà chủ, là quái vật hút mỡ. Cô ta rất thông minh, bởi vì cô ta đã tìm ra cách để cùng tồn tại được với loài người. Không chỉ để mình có đồ ăn, còn có thể giúp người khác giảm cân. Lẽ nào hung thủ của hai vụ án mạng vừa rồi chính là cô ta? Cô ta nhìn lọ mỡ cầm trên tay, trong mắt nổi lên. Từ trong miệng của cô ta xuất hiện một cái miệng hút. Không sai, cô ta chính là quái vật hút mỡ. Cô ta dùng mỡ người để duy trì sự sống. Đồng thời cô ta cũng là bà chủ của một trung tâm giảm cân. Có thể thấy, cô ta đã chung sống rất hòa bình với loài người. Nhưng không ngờ rằng, phiền phức vẫn cứ tìm đến cửa. Hai anh em hoài nghi cô ta là hung thủ của hai vụ án mạng, giả vờ ứng tuyển, thành công trở thành nhân viên của trung tâm giảm cân. Người em là huấn luyện viên thể hình, còn người anh thì làm việc trong nhà bếp. Theo như quy định, người anh cần phải chuẩn bị làm bánh pudding để những người giảm cân ăn trước khi bước vào điều trị. Nhưng anh ta đã bí mật giấu lại một chiếc bánh cho mình. Không ngờ rằng sau khi ăn bánh pudding, anh ta cảm thấy chóng mặt, đứng không vững nữa, sau đó ngã xuống đất. Ở bên này, người em làm huấn luyện viên thể hình thấy trên người của những người giảm cân đều nhìn thấy những vết hút đỏ. Khi chuẩn bị đi nói với anh mình việc này, thì nhận được điện thoại của người anh gọi đến. Mau đến đây, anh không chịu được nữa. Người em nghĩ rằng anh gặp phải chuyện không hay, lập tức chạy đến sau nhà bếp, trong một góc phòng chứa đồ, nhanh chóng tìm ra người anh đang nằm. Người anh nói rất kỳ lạ, trong bánh pudding giống như có thuốc mê. Người em cũng nói càng kỳ lạ hơn là trên cơ thể mỗi người giảm cân ở đây đều có một vết hút đỏ. Nhưng thời gian điều tra ở đây của hai anh em không còn nhiều. Chồng của bà chủ phát hiện ra trên xe của hai người, phát hiện ra giấy chứng nhận của hai người họ, còn có tờ báo về cái chết kỳ lạ của nạn nhân. Ngay sau đó học lập tức hành động, bắt đầu bằng việc tiêu hủy bằng chứng. Cô ta đổ toàn bộ mỡ dự trữ đi, nhưng mới đổ được một nửa, cô ta liền không nỡ nữa, liền quyết định ăn hết chỗ mỡ còn lại. Ngay lúc cô ta chuẩn bị hút hết mỡ, thì người anh xuất hiện, anh giơ súng chuẩn bị bắn quái vật hút mỡ. Quái vật hút mỡ không có chút phản kháng, ngoan ngoan đưa tay chịu trói. Mọi việc không như anh nghĩ đâu, tôi không phải là hung thủ. Cô gái này chỉ trong thời gian là 10 phút, giảm được 50kg. Đồng thời, cô ấy vì muốn giảm béo nhanh mà dẫn đến cái chết. Hung thủ là một con quái vật hút mỡ, là em trai của bà chủ trung tâm giảm cân. Hắn ta từ trước đến nay đều không kiểm soát lượng mỡ hút, còn làm hại những khách hàng đến giảm cân. Cho nên bà chủ không cho hắn tự mình hút mỡ, mà lưu trữ lại mỡ cho hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, người em tự ra ngoài tìm con mồi, tham lam hút sạch mỡ trong người con mồi, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hắn ta đã dẫn đến cái chết của hai mạng người, và chuẩn bị ra tay với người thứ ba, đó là anh rể của hắn. Anh rể đối với hắn hết lời khuyên bảo, nói cho hắn biết anh em nhà em đã tìm đến đây rồi, hắn tốt nhất mau chóng rời khỏi đây. Nhưng hắn ta không biết tốt xấu, ra tay tàn nhẫn với anh rể mình. Hai anh em nghe thấy tiếng ẩu đả liền chạy đến, nhưng họ đã đến trễ một bước, anh rể đã bị người em hại chết rồi. Người chị sau khi biết chuyện này rất suy sụp, cô ta không muốn để em mình thành quái vật. Cô mở ra trung tâm giảm cân chỉ vì muốn chúng sống hòa bình với con người. Cách chung sống hòa bình với loài người chỉ là tiêu thụ đủ lượng chất béo để tồn tại. Nhưng người em tham lam cuối cùng đã mắc một sai lầm lớn. Hai anh em dựa vào sự hợp tác tình báo của người chị tìm thấy nơi người em đang ở. Hắn ta rất gian xảo, cắt đứt mạch điện, biến tầng hầm chìm trong bóng tối. Hai người chỉ đành cầm đèn pin đi xuống, nhất cử nhất động đều rất cẩn thận. Nhưng hắn sớm đã chờ sẵn ở đây, bất ngờ lao ra số ngã người em xuống đất, thò ống hút ra muốn khiến người em thành bữa ăn của mình. Bị người em giáng một cú đấm, nhưng do đã ăn một lượng lớn mỡ, hắn trở nên rất khỏe mạnh. Người em cơ bản không phải đối thủ của hắn, một lần nữa bị hắn đè xuống đất. Lúc này bị người anh một dao chặt đứt ống hút mỡ. Cứu được người em, con quái vật hút mỡ tham lam cũng nằm dưới đất, máu cứ thế cháy ra, không động đậy nữa. Còn người chị quái vật thì sao? Cô ấy đối với con người mà nói chỉ là một quái vật không gây hại. Hai anh em với cô ta có chút cảm động, giúp cô ta trở về quê hương của mình.